trên fanpage chính thức của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đưa tin về việc câu lạc bộ muốn chiêu mộ cựu tiền đạo của Liverpool David Angot. Tiền đạo người Pháp sinh năm 1989, trưởng thành từ lò đào tạo của Paris Saint-Germain, anh được đôn lên đội 1 và thi đấu 2 mùa tại Ligue 1 trước khi về đầu quân cho The Cup. Đến sân Anfield, tiền đạo cao 1m90 đã tạo ra một số dấu ấn với 9 bàn thắng sau 63 lần ra sân ở 3 mùa giải. Rời đội bóng vùng Merseyside, Angot lưu lạc sang những đội bóng tầm trung ở Anh như Bolton Wanderers, Swansea City. Đến năm 2014, anh trở về Pháp thi đấu cho Rams trước khi kinh qua nhiều câu lạc bộ nhỏ châu Âu như Panionios, Hy Lạp, Ross County, Scotland hay gần nhất là Budapest, Honved, Hungary. Trong thời kỳ vàng son tại Liverpool, Angot chứng tỏ được khả năng sát thủ của mình với những tình huống chọn vị trí và dứt điểm hiểm hóc. Với chiều cao lý tưởng, chân tiền đạo này cũng rất nguy hiểm ở những tình huống không chiến. Nếu muốn có sự phục vụ của cựu tiền đạo Liverpool, đội bóng của chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng nhiều khả năng phải trả mức phí chuyển nhượng đắt đỏ lên đến 400.000 euro theo định giá của Transfermarkt, hơn 10 tỷ đồng.